Đấy nha, lại đang giới thiệu thêm cho anh em vài mẫu ổ cắm cực kỳ VIP của bãi Nhật đây. Cái ổ này thì nó hơn là nó có công tắc. Thật ra nếu bác nào thích công tắc thì nó ok, chứ còn thật ra là có bác cũng chả cần công tắc, cứ cắm vào đấy cắm suốt ngày. Thì là có công tắc thì nó đắt hơn một chút. Ở đây có một cái không công tắc này, dây cũng khá dài, 150.000 ba lỗ anh em nhá. Coi như là cái số 1 đây, 2 3 4 5 6 7 8 đó. Hai cái này cũng rất VIP này. Cái này 4 lỗ này. Còn công tắc ở đầu này. Nó đều công suất chịu tải như nhau anh em nhá. Đều là 1.500W hết. Ổ Nhật cái nào cũng như vậy anh em nhá. Cái nào cũng như vậy. Kể cả ổ bé và ổ to tất như vậy. Cái này à, đây là 300.000 một cái. Có công tắc 4 lỗ. Cái này thì nó 3 lỗ thôi nhưng nó hơn là có 3 công tắc ở trên ổ. Đó, màu đen này. Nó bẩn bẩn vì nó bụi bặm theo thời gian cũng như là vận chuyển anh em nhé. 300.000, cái này 150.000. Còn ba cái này là 350.000. 350.000, cái này là 400.000. Đó. Cái này thì nó có 4 công tắc. 4 cái. Cả cái này đằng sau reset 4 lỗ 4 công tắc 350.000. Cái này 4 lỗ, cái này có 5 công tắc. Hai cái này trông rất gần giống nhau. Như thay vì cái công tắc này thì cái này nó có nút reset này. Đó. Thì là cái này 350.000, cái này 400.000. Đó. Cái này thì 6 lỗ. Cái này công tắc tổng này, cái này công tắc cho từng cái một. Để nhập một lô hàng bãi công tắc này về thì cái loại có công tắc này rất ít luôn. Số lượng chỉ có rất ít. Đó. Có vài cái dạng đặc biệt thì quay riêng để anh em có thể tham khảo. 150.000 ổ 3 lỗ. Cái này 250.000. Cái này 300.000 nhỉ, 300.000. Cái này 350.000. Cái này 400. Đó. Có 2 ổ 400. 3 ổ 350.000. 2 ổ 300, 1 ổ 150.000. Ok, xin cảm ơn anh em. Anh em cứ nhớ thứ tự 1 2 3 4 5 6 7 8 nhá. Thì nó dễ, cửa hàng cũng dễ xem lại video cũng như là gửi cho các bác.